Thưa quý vị, hôm nay là ngày cuối của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Thân 2016, tuy nhiên tình trạng ùn tắc quá tải thì lại không diễn ra như nhiều người lo ngại. Lượng khách ngày hôm nay chỉ tăng khoảng 10 đến 15% so với bình thường. Ghi nhận sau của phóng viên VTC14 tại bến xe Giáp Bát. Hiện nay thì tôi đang có mặt tại bến xe Giáp Bát, một trong những bến xe trung tâm của thủ đô Hà Nội. Và ngày hôm nay là ngày nghỉ cuối cùng của kỳ nghỉ Tết Bính Thân, kéo dài hơn 9 ngày. Theo như dự đoán thì ngày hôm nay sẽ là ngày cao điểm đi lại của đợt nghỉ Tết. Tuy nhiên, theo những quan sát của chúng tôi tại một vài bến xe của thủ đô Hà Nội như là bến xe Giáp Bát, bến xe nước ngầm hay bến xe Mỹ Đình thì lượng khách tuy có đông hơn ngày thường, tuy nhiên không xảy ra cái tình trạng quá tải. Tuy nhiên trong cái thời tiết oi bức như thế này thì việc người dân đổ về thủ đô để bắt đầu công việc và việc học tập của mình cộng theo rất nhiều hành lý thì chắc chắn rằng cũng tạo ra cái cảm giác rất là mệt mỏi và khó chịu. Vâng, theo những quan sát của chúng tôi ở đây thì có rất là nhiều hành khách, ví dụ như là gia đình nhà anh Thật ở đây thì đã có cả bà, cháu và vợ chồng đã di chuyển một hành trình với rất là nhiều đồ đạc từ Nam Định đến Hà Nội. Thì không biết là cái hành trình của anh, cái cảm giác của anh sau một cái chuyến hành trình dài đấy là như thế nào ạ? Chào anh ạ, anh vừa di chuyển từ Nam Định đến Hà Nội đúng không ạ? Thì không biết là cái việc đi lại của anh trong ngày hôm nay có vất vả hơn những ngày thường không ạ? Nói chung là rất là vất vả vì hôm nay là lượng người đổ về Hà Nội rất là đông. Thì thời tiết nó cũng nắng bức nên là cũng rất là vất vả, đường xá thì cũng rất là đông ạ. Nói chung là ngày hôm nay mình đã chuẩn bị tinh thần là ngày hôm nay đi lại sẽ vất vả hơn chưa, và khi mà đi đến đây thì mình có cái cảm giác như thế nào ạ? Đến được Hà Nội là rất là thoải mái rồi, còn việc đi lại thì nhà mình có đặt xe đặt vé trước ấy, nên là mọi cái nó cũng rất là thuận lợi, nó không có gì là phức tạp lắm. Có nghĩa là mình đã phải có cái sự chuẩn bị trước là mình đã đặt vé trước đúng không ạ? Chính xác đúng không ạ? Mình đặt vé từ lâu chưa anh? Mình đặt vé cách đây khoảng tầm một tuần rồi. Dạ vâng, sở dĩ bởi vì gia đình nhà anh Thuật có được cái sự đi lại thuận tiện như thế là bởi vì là gia đình đã có sự chuẩn bị từ rất sớm, đi xe của những nhà xe thương hiệu và đã phải mua vé trước đây cả một tuần. Không biết là cái tình hình giao thông tại các cái bến xe này thì có nằm trong sự chuẩn bị của đại diện các bến xe hay không? Ngay sau đây chúng tôi sẽ có một cuộc trao đổi nhanh với ông Nguyễn Hoàng Tùng là đại diện của bến xe Giáp Bát. Vâng, chào ông ạ. Lượng khách của ngày hôm nay so với dự đoán của đại diện bến xe của mình là như thế nào ạ? Vâng, bến xe phía Nam chúng tôi là từ mùng 2 Tết đến ngày hôm nay là đã bắt đầu đón những hành khách trở lại thủ đô. Thế và từ ngày mùng 2 đến ngày mùng 7 thì là đã có 5 ngày là lượng khách đã trở về thủ đô rất nhiều. Và đến ngày hôm nay là ngày mùng 7 Tết thì theo dự kiến của chúng tôi là lượng khách về thủ đô sẽ tăng khoảng 10 đến 15% so với ngày thường. Từ mùng 2, mùng 7 thì là nằm trong cái kế hoạch phục vụ hành khách trở về thủ đô của chúng tôi. Việc đi lại trong những ngày Tết thì đã trở thành nỗi ám ảnh đối với rất là nhiều người. Ngày hôm nay thì các bến xe được đánh giá là việc đi lại khá là thuận tiện và không diễn ra cái cảnh tượng là ùn ứ hay là chen lấn. Tuy nhiên cái thời tiết nắng gắt như thế này thì cũng tạo ra sự mệt mỏi đối với rất là nhiều người.